Nam mê tê, cô Thí rất vui được chào đón các bạn nhỏ quay trở lại với thể loại yoga dành cho trẻ em. Và bài này là bài thứ 3. Sau hai bài đầu, các bạn tập và cảm nhận như thế nào? Cảm thấy là cái lưng mình nó thẳng hơn không? Cảm thấy sự thoải mái khi ngồi học bài không? Và bài tập hôm nay sẽ tác động đến phần vai, lưng trên. Mở hoàn toàn phần lưng trên. Các bạn hãy tập theo cô Thí chậm và nhớ duy trì tập mỗi ngày nha. Rồi khi các bạn tập có bất cứ câu hỏi nào cần hỏi thì để lại comment cho cô Thí nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập của ngày hôm nay. Rồi, hãy ngồi lên gót chân. Giữ lưng mình thật thẳng, ngồi lên gót chân. Rồi xoay lưng sang phải, xoay lưng sang trái. Xoay cảm thấy dễ chịu. Rồi mình nghiêng người mình sang phải tí, sang trái, làm cho cái lưng mình nó mềm ra một tí. Phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Rồi mình rút cái lưng mình ra phía sau, lưng ra phía sau gập càng, ép cái lưng mình tới phía trước, rút cái lưng ra phía sau, hóp bụng lại, gù lưng trên, ép cái lưng ra phía trước, rút ra phía sau, ép ra phía trước, rút ra phía sau, ép ra phía trước, rút ra phía sau và giữ lại đây. Ép nè, ép phải, ép trái. Ép tới phía trước, giữ lại đây. Và chậm rãi trả về. Lúc này mình mở rộng hai cái đầu gối ra một tí nha. Hai cái đầu gối mình mở rộng ra. Hai cụ chỏ tay mình chạm vào nhau. Mình thở ra, mình rút cơ thể mình xuống, ép cho cơ thể mình sát xuống thảm luôn. Rồi hít lên. Các bạn mở hết vai, ngực, cánh tay chống ra phía sau như thế này. Rồi nếu những lần sau các bạn tập tốt hơn, các bạn sẽ nhấc cái hông mình lên luôn. Nhưng hôm nay mình chỉ là giữ như thế này thôi. Ép cái vai của mình. Đó. Hít lên, rút, ép cơ thể mình sát xuống. Hít lên, mở căng vai ngực, mắt nhìn lên, thở ra, rút lên. Thở ra, rút lên. Thở ra, rút. Lần này mình sẽ nâng cái hông mình lên luôn nha. Rồi, nếu bạn nào thấy tư thế khó quá thì bỏ qua nha, không nâng hông lên. Rồi, bạn nào cảm thấy được, nâng cái hông mình lên. Đó, nâng cái hông mình lên. Thở ra, hạ, rút, lên. Chống tay nâng cái hông của mình lên. Thở ra, rút, lên, nâng cái hông của mình lên. Lần này mình giữ lại luôn nha. Rút nè, ép cho cụ chỏ chạm thảm. Hít lên, nâng cái hông của mình lên và giữ lại luôn. Rướn hết cái hông mình lên, đẩy tay mở ngực, nằm. 4, 3, 2, thở ra hạ xuống, rút cơ thể mình xuống và giữ lại đây. 5, 4, 3, 2, và chậm rãi
thở ra hạ xuống, quỳ gối lên. Giữ lưng mình, giữ tay chân mình bất động, mình sẽ di chuyển đốt sống lưng mình. Tư thế này là tư thế con mèo cuộn mình nha các bạn. Rồi chúng ta tập tư thế con mèo cuộn mình nè. Cuộn, rút gù lưng, rút hết lưng mình lên. Mình đẩy nhẹ cơ thể mình ra phía sau, càng đập sát vào ngực, rút lên. Rồi nhích lên, ép cái lưng mình xuống, ngước cằm lên, ép cái lưng xuống, rướn cằm, thở ra, gù lưng, rút, hít lên, 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 thở ra, rút, hít lên. Lần này giữ lại luôn, thở ra, rút và giữ lại đây. Nằm, bốn, gù hết, rút hết đốt sống lưng mình lên, càm gập, ba, hai, nhẹ nhàng đánh cong lưng của mình, năm, bốn, ba, hai. Rồi lúc này mình sẽ hạ cái tay mình xuống luôn. Rồi giữ nhà mông mình xuống gối một đường thẳng, hạ cái tay mình kéo dài cái tay mình tới phía trước nè. Đó, ép làm sao mà hai cái tay mình sát vào nhau, thẳng lên nè, ép đẩy ra phía sau, đẩy ra phía sau, nhưng gối mình, mông mình một đường thẳng, cảm giác căng cái khớp vai, đẩy ra phía sau nè. Lên, thở, lên, hai bàn tay chạm vào nhau, thở, lên, thở, lên. Khớp vai, tập trung vào khớp vai, thở. Rồi lần này mình giữ lại luôn nha. Lên, thở và giữ ở đây, căng hết khớp vai của mình. Nằm, 4, 3, 2. Tiếp tục đặt cái cù chỏ chống càm nè, đẩy hai cù chỏ xa ra, ép cơ thể mình xuống, chỉnh hông lưng thoải mái, ép nè, cảm giác căng cơ càm, căng cơ vai, giữ nó đây. 5 4 3 2. Tiếp tục giữ nè, đặt hai tay mình ra phía sau vai, ép càm mình xuống, giữ nó đây. 5 4 3 2. Và chậm rãi thở ra, giữ lại, ép, tiếp tục ép cái vai mình. 5 4 3 2. Và chậm rãi lên lại, vẫn ngồi lên gót chân, hai gối mở nhẹ ra, hai tay đan lại phía sau, mở căng khớp vai, giữ lại đây. 5 4 3 2. Rồi giữ nha, cái tay trái mình đặt lên gót chân trái nè, nâng hông mình lên 3 lần, tay phải rướn hông lên, đó, trả về, lên, rướn hông mình lên, cái tay trái giữ lên gót chân, rướn hông lên, trả về, lên, rướn hông lên, trả về. Rồi lần này giữ lại luôn nha. Lên, rướn hông và giữ lại đây. 5 4
bà hai trả về. Rồi ở bên phải cũng vậy luôn, tay phải mình đặt lên gót chân, rướn hông, xoắn người mình sang bên phải, trả về, lên, xoắn cơ thể sang phải, trả về, lên, xoắn cơ thể sang phải, trả về, lên, xoắn cơ thể sang phải, giữ là đàn, 5, 4, 3, 2, rồi giữ nha, chống hai cái chân mình lên, ký mũi chân chống chân lên, quạt hai tay ra phía sau, chống lên gót chân, đẩy cơ ngực, mở cơ ngực, đẩy hông tới phía trước, giữ lại, 5, 4, 3, 2 và chậm rãi thở ra hạ xuống, ép cơ thể mình sát xuống, chán chạm thảm, toàn thân thả lỏng, mềm mại lưng vai của mình và chậm rãi trả về. Trả về ngồi thật thoải mái, lưng thẳng, hai tay đặt lên hai đầu gối, ấn hai đầu gối mình xuống, ép cơ thể mình tới phía trước, làm sao mà cho trán mình chạm được xuống sàn và giữ ở đây, 5, ấn hai đầu gối xuống, 4, 3, 2, nhẹ nhàng trả về, thư thái nhẹ nhàng. Rồi bài tập của mình đến đây kết thúc rồi. Thí cảm ơn các bạn đã xem và tập theo cùng cô Thí nha. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tập tiếp theo. Bye bye.